Ok, Đạt Đại Hàng chào toàn thể các bạn trên kênh YouTube, đặc biệt là các em học sinh sinh viên. Rất là vui ngày hôm nay được gặp gỡ lại các bạn trong cái chương trình video trên kênh YouTube của chúng ta. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đó là chọn cái ngành tài chính ngân hàng hay là toán kinh tế. Đây là một cái câu hỏi mình cũng gặp thường xuyên trên cái kênh YouTube, nhưng mà hôm nay mới có dịp để mình tìm hiểu cũng như sàng lọc các cái câu trả lời, những cái góp ý của những cái người chuyên gia đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để chia sẻ gửi gắm đến các bạn. Từ đó các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn để xem thử và rút ra được bản thân mình nó phù hợp với cái điều gì ha. Trước khi vào chủ đề chính trong video ngày hôm nay, mình có để đường link cái trang doanh nghiệp của mình trong phần mô tả. Nếu các bạn xem xong video có thời gian rảnh, hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đó là cái động lực để mình cố gắng ra nhiều video hơn chia sẻ đến cho các bạn ha. Bạn này bạn hỏi như thế này nè các bạn. Em phân vân giữa học ngành tài chính ngân hàng để làm phân tích tài chính hoặc học toán kinh tế để làm quản trị rủi ro. Chào mọi người, năm nay em học lớp 12 và em đang phân vân là chọn ngành. Hiện em có hai hướng đi. Một là ngành học tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân rồi thi lấy CFA, chứng chỉ dành cho các cái nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. Sau đó em sẽ làm phân tích tài chính. Hai là em sẽ học ngành toán kinh tế cũng của Đại học Kinh tế Quốc dân, TFLM, chứng chỉ hành nghề quốc tế dành cho các cái chuyên gia làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính. Sau đó đi làm về quản trị rủi ro. Ngành quản trị rủi ro có vẻ còn khá mới ở Việt Nam, tương lai 5 năm nữa có thể sẽ cần nhiều nhân lực, trong khi em thấy các anh chị toán kinh tế chủ yếu ra làm về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu. Có anh chị nào làm quản trị rủi ro có thể cho em lời khuyên không? Em cũng khá phân vân vì toán kinh tế thì không có các phần học chuyên sâu về tài chính, chứng khoán như tài chính ngân hàng. Em cảm ơn mọi người. Thật sự nếu mà đọc tới cái câu hỏi mà bạn này đặt như thế này thì bạn này chỉ là mới học lớp 12, có nghĩa là chưa tới thời điểm thi đại học mà bạn đã biết tìm hiểu về các cái ngành học và đã quyết định được cái hướng đi của mình như vậy. Chứng tỏ bạn này có một cái nền tảng được một cái sự giáo dục dạy dỗ từ gia đình và các thầy cô rất là nền tảng các bạn. Cái này thật sự rất là hiếm bạn nào lớp 12 có thể quyết định được cho mình những cái hướng đi. Em chọn khối kinh tế, em chọn mảng kinh tế hay em chọn mảng kỹ thuật hay em chọn mảng xã hội. Em đã xác định được đây là cái hướng kinh tế rồi. Và không những vậy, bạn này xác định được cái ngành đi. Không những vậy nữa, bạn đã hiểu rõ được từng ngành như vậy. Nhưng bạn này muốn chắc chắn hơn thì muốn sự trợ giúp trả lời của những người có kinh nghiệm và những người đã đi trước. Các bạn thấy không? Các bạn thấy con nhà người ta không? Con nhà người ta là như vậy các bạn. Cho nên đừng có trách tại sao mà con người ta với con mình nó ngang tuổi với nhau nhưng mà một đứa nó thành công vang dội nhưng mà con mình là một đứa ăn hại. Mình đã gặp rất nhiều đứa ăn hại rồi các bạn, phải nói là nó là thứ ăn hại bởi vì nó giống như là một cái ký sinh trùng á. Nó chỉ bám víu được những cái người mà nó có thể bám víu. Đầu tiên sẽ là cha mẹ, tiếp theo là anh chị em, tiếp theo sẽ là họ hàng, tiếp theo sẽ là bạn bè. Cả cuộc đời nó như là một cái ký sinh trùng á. Giờ ở ở dưới mình nó có một cái cây là cái cây tầm gửi các bạn. Nó sống nhờ vào nó ký sinh ở trên cái những cái cây khác. Đó, hoặc là những con giun con đẻ nó hút máu người khác. Đó, thì con người chúng ta cũng có những bạn như vậy đó các bạn. Có nghĩa là con người nhưng mà sống là hình hài con người nhưng thực chất đó là một ký sinh trùng. Và mình rất là mừng nếu như mà có những bạn trẻ ở độ tuổi 12 là bắt buộc các bạn phải hiểu được những vấn đề này. Phải xác định được cho mình những cái hướng mình sẽ đi, xác định được cho mình cái ngành nghề mình thích, xác định được cái ngành nghề đó nó cần cái gì, nó có phù hợp với bản thân hay không, và hoàn cảnh gia đình của chúng ta như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ xem thử những cái người người ta có kinh nghiệm họ góp ý cho bạn nữ này như thế nào ha. Anh Nguyễn Hoàng anh chia sẻ như thế này các bạn. Cái ngành toán kinh tế em kể ra thực ra là ngành thống kê. Vài mô hình machine learning, ngoài ra em được học cơ sở sơ lược vài môn liên quan đến kinh tế như kinh tế lượng. Ngành này tốt nghiệp xong em có thể nhảy sang mảng AI, data analytics, data science hoặc các lĩnh vực cần đến thống kê như thống kê trong y dược, xã hội học, vân vân, chứ không chỉ kinh tế, tài chính, bảo hiểm. Ngành này để học đến đầu đến đũa
thì rất khó, chứ không nhàn như các ngành kinh tế thuần túy. Nhưng học xong cơ hội được ra nước ngoài học tiếp master cao hơn rất nhiều ngành tài chính ngân hàng, thu nhập cũng tốt hơn. Đó là một câu trả lời của anh Nguyễn Hoàng. Một anh Lưu Gia thì chia sẻ như nè: bạn ơi, mình học tài chính quản trị, mình phải nói thật là các chuyên ngành này nếu xét về mức lương thu nhập thì nó vô cùng lắm. Để mình đưa cho bạn các giả định sau đây. Thứ nhất, bạn là CFA thì mức lương rất khủng, tùy vào nơi bạn công tác và quốc gia mà bạn làm việc. Trong trường hợp này, con đường đi du học và được duyệt visa rất là cao. Cái điều kiện là phải giỏi tiếng Anh. Thứ hai, bạn không giỏi tiếng Anh, rất khó để học môn CFA nhé. Kể cả có CFA nhưng giao tiếp không tốt thì cũng khó đi công tác nước ngoài. Mức lương bạn có thể tham khảo trên Internet. Riêng trường hợp của mình thì mình biết nhiều anh chị học xong ra trường làm được 3-4 năm. Công ty nước ngoài này học xong thì vài level CFA và mức lương khoảng 80 triệu làm ngay tại Việt Nam đấy. Mặt khác, toán kinh tế là chuyên ngành sử dụng và học siêu nhiều toán cao cấp hơn và khó hơn rất nhiều so với chuyên ngành tài chính kinh tế. Bạn phải học toán cũng như các cái ứng dụng và biết sử dụng các phần mềm máy tính hỗ trợ, lái sang data science, các ngành liên quan đến dữ liệu là tốt. Mình hồi trước cũng từng phân vân ngành này và nhìn syllabus của nó, học toán kinh tế thì bạn vẫn ôn thi CFA được như bình thường. Thậm chí nếu có nền tiếng Anh tốt, tư duy tốt, bạn ôn thi CFA nhanh hơn rất nhiều đấy. Đó, đây là một trong những người đã đang và học rồi ha các bạn. Một chị Mina Nguyễn chia sẻ như này: chị không biết khuyên em như thế nào, chị chia sẻ trên góc nhìn của cựu sinh viên khoa toán kinh tế nhé. Em sẽ được chọn hai chuyên ngành toán kinh tế hoặc toán tài chính. Toán kinh tế thì em học nhiều hơn về các cái mô hình kinh tế hơn, định hướng của em là làm về tài chính thì có thể lựa chọn chuyên ngành toán tài chính vì được học nhiều môn liên quan đến thị trường tài chính. Sinh viên hai chuyên ngành thực tế có thể làm việc các lĩnh vực của nhau. Sinh viên được trang bị nhiều kiến thức toán, xác suất thống kê, các cái mô hình kinh tế lượng, các cái kiến thức về kinh tế vi mô, vĩ mô và tài chính. Hiện nay, theo chị biết, còn được dạy sinh viên code trên Python. Sau khi học xong, em có thể làm GA, DS, DE, PR hoặc cả quản trị rủi ro như em mong muốn. Chúc em học tốt. Đó, các bạn thấy không? Các trường giờ bung ra toàn các chứng chỉ nghe kêu chanh chách, đến giáo viên còn chả có kinh nghiệm gì mà đòi đào tạo có được. Sinh viên và gia đình lại ngốn đóng tiền vào những thứ chất lượng viển vông. Thật sự mà nói thì đã bàn xong hết, đã chia sẻ hết những cái vấn đề liên quan đến câu hỏi của bạn này qua những người đi trước. Nhưng mà mình nói thật với các bạn nên suy xét cho kỹ trước khi vào những cái ngành mà nó mang cái tính vĩ mô, nó mang một cái gì đó mà Việt Nam chúng ta đã và đang chuẩn bị để tiếp đón nó. Chứ còn học những ngành này thì nếu các bạn muốn có thu nhập tốt thì các bạn biết là hầu như những cái công ty nước ngoài á, nó mới cần những cái vị trí công việc như thế này. Theo là mình nghĩ như vậy. Cho nên là các bạn cũng suy nghĩ và có cái hướng đi cho mình như vậy là ok rồi. Ok, thì đây là tất cả những cái câu trả lời, nó còn rất là nhiều nữa các bạn, nếu mà sâu ra thì mình nói thật sự là nó quá nhiều. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ tới đây qua góc nhìn của những người đi trước, để bạn nào mà có hứng thú với những cái ngành này thì có thể đưa ra cái quyết định phù hợp với mình. Chào các bạn, nếu các bạn có thời gian rảnh, hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok.